Giã Sử xin chào các bạn. Ngày hôm nay, Giã Sử xin giới thiệu đến các bạn về lịch sử hình thành và phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chính thức hình thành vào năm 1976 sau cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, thể hiện một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, lấy người dân làm trung tâm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hậu duệ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945 và chính thể Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời vào năm 1969. Chính thể Cộng hòa miền Nam Việt Nam là tập hợp khi mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam thành lập. Theo hiệp định Paris vào năm 1973, Chính thể Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một trong hai chính thể tồn tại tại miền Nam Việt Nam, bên cạnh Việt Nam Cộng hòa. Sau khi chế độ Việt Nam Cộng hòa bị đánh đuổi năm 1975, nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiểm soát miền Nam đất nước. Và đến tháng 7 năm 1976, hai nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thống nhất thành một nhà nước duy nhất tại Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn là hậu duệ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng quốc dân đồng bào khai sinh đất nước Việt Nam độc lập sau khoảng thời gian dài, quê hương xứ sở bị thực dân Pháp đồ hộ Trước đó, từ năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm chiếm Việt Nam trong thời đại các vua triều đại nhà Nguyễn. Đến cuối thế kỷ 19 này, với các hiệp định chấp nhận sự bảo hộ của Pháp, Việt Nam dần rơi vào ách đồ hộ. Thực dân Pháp chia Việt Nam ra thành ba xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, với âm mưu chia để trị. Những tên gọi này từ đó trở thành công cụ chia rẽ dân tộc ta. Sau đó, thực dân Pháp sát nhập ba xứ cùng Lào và Campuchia, thành lập ra liên bang Đồng Dương thuộc Pháp. Chính trong hoàn cảnh nước mất, đồng bào bị nô lệ, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc, người ra đi tìm đường cứu nước vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911. Trong vòng 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, người đã đến nhiều nơi trên thế giới Bàn chân của người đã từng in dấu trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Đặc biệt, người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở ba nước đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, Anh và Pháp. Từ đó, người đã rút ra kết luận về chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi đã đưa người đến với chủ nghĩa Mark Lenin và tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Từ năm 1921 đến năm 1930, người ra sức truyền bá chủ nghĩa Mark Lenin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Cuối cùng dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Sự ra đời của Đảng là kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 20. Đảng là sự kết hợp của chủ nghĩa Mark Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đấu tranh vì giai cấp công nhân mà còn là lá cờ đầu, hiệu triệu hết thảy các tầng lớp nhân dân, đoàn kết tất cả các giai cấp yêu nước trong xã hội vì một mục tiêu chung, độc lập, tự do hạnh phúc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào đấu tranh chống lại ách nô dịch của thực dân Pháp bùng nổ với đỉnh cao trong năm 1930 là Xô Viết Nghệ Tĩnh và tiếp tục với các phong trào 1936 đến 1939 cùng quá trình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa cách mạng. Cũng trong khoảng thời gian này, thế giới chứng kiến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra từ năm 1939 đến năm 1945. Tại Đông Dương, năm 1940, phát xít Nhật điều quân đến đây. Trước sự tiến quân của Nhật, cùng hoàn cảnh chính quốc Pháp đầu hàng quân Đức, thực dân Pháp tại Đông Dương cũng đầu hàng quân Nhật. Nhật tiến vào kiểm soát Đông Dương không mấy khó khăn. Nhân dân Đông Dương lại chịu thêm một ách đồ hộ, một cổ hai chồng Pháp-Nhật. Đến đầu năm 1945, những diễn biến bất lợi trong chiến tranh khiến Nhật quyết định hất cảng hoàn toàn Pháp tại Đông Dương. Sau đó, Nhật lập ra chính phủ bù nhìn để hợp thức hóa chiếm đóng hoàn toàn. Chính phủ bù nhìn này gọi là đế quốc Việt Nam với lá cờ vàng, dọc lì đỏ. Đế quốc Việt Nam này do Bảo Đại làm vua và tồn tại được 5 tháng từ tháng 3 năm 1945 đến khi Tổng Khởi Nghĩa cách mạng tháng 8 bùng nổ. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, cách mạng thành công tại Huế khiến Bảo Đại phải thoái vị trên danh nghĩa là vua của đế quốc Việt Nam, đất nước về tay nhân dân. Cách mạng tháng 8 dưới sự lãnh đạo của lực lượng Việt Minh, tên chính thức là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. Đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước đang cùng nhau đánh đuổi Nhật, Pháp làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. Lá cờ đỏ sao vàng được lực lượng Việt Minh sử dụng hiệu triệu nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc và được chính thức lấy làm quốc kỳ của Việt Nam độc lập tự do vào tháng 8 năm 1945 tại Tân Trào cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đưa tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đất nước của người dân tự do. Tuy nhiên, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối mặt với sự quay lại của thực dân Pháp. Để có tính chính danh đối trọi lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực dân Pháp lập ra cái gọi là quốc gia Việt Nam, một chính phủ của Liên bang Đông Dương thuộc Liên hiệp Pháp với Bảo Đại làm quốc trưởng cùng lá cờ vàng ba sọc. Chiến tranh nổ ra trên đất nước Việt Nam, nhưng lần này đối mặt với thực dân Pháp không phải là một nước Việt Nam phòng kiến chỉ trệ nữa, mà là một nước Việt Nam dân chủ của nhân dân, sôi sục ý niệm độc lập, tự do. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, thực dân Pháp liên tục thất thế, và cuối cùng tàn vỡ tại trận Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva. Theo hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia làm hai vùng lãnh thổ, miền Bắc và miền Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Miền Bắc Việt Nam là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động miền Nam nằm dưới sự quản lý của chính quyền thân Pháp, rồi thân Mỹ với tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa, kế thừa quốc kỳ ba sọc, âm mưu biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới. Mặc dù là nước thắng trận, nhưng Việt Nam vẫn bị coi là một nước nhỏ và bị các nước lớn can thiệp trong hiệp định này. Nhưng dân tộc Việt Nam cả ngàn đời bất khuất đâu có cam chịu số phận như vậy. Tại miền Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sử dụng mọi sức mạnh để ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử đàn áp vì chắc chắn khi tổng tuyển cử người dân sẽ bầu hết cho chính phủ cách mạng. Bản chất tay sai của Việt Nam Cộng hòa đã quá rõ ràng và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là để giải phóng dân tộc, kháng chiến chống đế quốc Mỹ can thiệp cùng bè lũ tay sai, không thể biến tên gọi của kháng chiến thành cuộc nội chiến được. Tên gọi nội chiến sẽ gây ra sự hiểu nhầm và hợp thức hóa Việt Nam Cộng hòa là một chính quyền chân chính của nhân dân. Do vậy, từ khi đất nước bị chia cắt các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của đông đảo người dân nổ ra trên khắp miền Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã không thể ngăn cản được nguyện vọng thống nhất đất nước của quần chúng, đặc biệt từ ngày mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1960. Để duy trì Việt Nam Cộng hòa, Đế quốc Mỹ đã tăng cường viện trợ quân sự Đặc biệt, kể từ giữa thập kỷ 1960, Mỹ đã gửi hơn nửa triệu quân Mỹ cùng quân đồng minh đến miền Nam Việt Nam trực tiếp tham chiến, đồng thời ném bom đánh phá miền Bắc Việt Nam. Nhưng nhân dân Việt Nam theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do đã đứng vững và giành nhiều thắng lợi ở cả hai miền Nam và Bắc. Năm 1973, Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris về độc lập hòa bình ở Việt Nam và rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam. Không có Mỹ, Việt Nam Cộng hòa không thể tồn tại. Đất nước Việt Nam được thống nhất với đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau chiến thắng, đất nước Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ, song với mỗi miền vẫn tồn tại hai nhà nước. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ở miền Nam. Để thống nhất hoàn toàn hai miền Nam Bắc, tháng 4 năm 1976, tổng tuyển cử với hơn 23 triệu cử tri trên toàn quốc bầu ra quốc hội được diễn ra. Và từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1976, kỳ họp của quốc hội đầu tiên của Việt Nam thống nhất được tổ chức. Tại đây, Quốc hội quyết định lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng thống nhất đất nước. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ra đời từ đó.